Mới đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh nhân đi khám vì đau hạ sườn, cơ thể mệt mỏi, kết quả chụp cắt lớt, ổ bụng phát hiện u gan, sinh thiết ung thư gan. Bác sĩ chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan kèm xơ và viêm gan. Bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp toàn thân, thuốc miễn dịch và thuốc đích kết hợp với điều trị viêm gan B. Sau 3 tháng, kích thước khối u thư gan giảm, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt gan, phân thủy sau chứa u. Người bệnh tiếp tục duy trì thuốc và nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo các bác sĩ, ung thư gan nguyên phát hay ung thư biểu mô tế bào gan là khối u xuất phát từ tế bào nhu mô gan ác tính. Tại Việt Nam, theo Global Gan 2020, ung thư biểu mô tế bào gan là bệnh có tỷ lệ mắc mới hàng năm cao nhất với 26.418 trường hợp. Tỷ lệ tử vong gần tương đương với số người mắc bệnh với 25.272 ca. Bệnh liên quan tới viêm gan virus BC, xơ gan do rượu, nhiễm độc tố alatoxin. Hiện nay, điều trị ung thư biểu mô tế bào gan là điều trị đa mô thức, có sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên gia ngoại, ngành nội, ngoại, ung thư, chẩn đoán hình ảnh can thiệp. Các phương pháp như phẫu thuật, điều trị khối u tại chỗ, điều trị tại vùng, điều trị toàn thân và xạ trị. Tùy giai đoạn bệnh và tình trạng, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp thích hợp. Ung thư gan được phát hiện là điều trị sớm thì thời gian sống trên 5 năm tới 70-80%. Tuy nhiên, ung thư gan ở giai đoạn đầu thường rất khó phát hiện vì triệu chứng không rõ ràng, dễ bị bỏ qua. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện 198, tại Việt Nam, ung thư gan và tử vong do ung thư gan chiếm hàng đầu, vượt ung thư phổi với trên 25.000 ca mắc mới và tử vong mỗi năm. Dù hiện nay tỷ lệ nhiễm đã giảm so với trước đây, đa số trường hợp phát hiện ở giai đoạn muộn. Thì ngày hôm nay nói về cái lĩnh vực đó là bệnh lý của ung thư gan, thì chúng ta được biết là đối với ung thư gan hiện nay, cả Việt Nam cũng như là trên thế giới là một trong các cái bệnh lý mà ung thư mà gặp tỷ lệ cao. Đối với Việt Nam thì ung thư gan là đứng hàng thứ ba trong các bệnh lý của ung thư, và đặc biệt là cái tỷ lệ tử vong là đứng hàng thứ nhất trong các bệnh lý ung thư hiện nay, và trên thế giới cũng vậy, cũng là một trong các năm các bệnh lý mà hay gặp, cũng như là chiếm tỷ lệ tử vong cao trong số các bệnh lý ung thư hiện nay. Và đối với các cái chẩn đoán cũng như là phát hiện các bệnh lý ung thư gan, thì thực sự thì hiện nay đối với các bệnh lý ung thư gan nó cũng rất là nhiều khi nó cũng rất là các cái triệu chứng cũng rất là mơ hồ. Tuy nhiên thì cũng có những lúc mà các cái triệu chứng nó rõ ràng để cho các bác sĩ cũng như là người bệnh đến khám và để có thể phát hiện ra các cái bệnh lý ung thư gan. Nhưng có đôi khi thì bệnh lý nó lại rất là âm thầm. Vì vậy mà cái vấn đề mà chẩn đoán và phát hiện ra bệnh lý ung thư gan thì cũng thường là tỷ lệ mà phát hiện ở giai đoạn muộn thì rất là cao, nó chiếm đến 70% là ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Thế còn để muốn để chẩn đoán, muốn được phát hiện sớm với bệnh lý ung thư gan thì có lẽ là chúng ta phải có các cái chương trình tầm soát, các cái chương trình khám sức khỏe định kỳ theo một cái lịch cụ thể, tầm soát các bệnh lý ung thư gan trên các cái bệnh nhân mà có các yếu tố nguy cơ, thì lúc đó chúng ta mới có thể dễ dàng để phát hiện ra được bệnh lý ung thư ở những cái giai đoạn sớm hơn. Gan thì hiện nay thì như phân loại của chúng ta thấy thì nó cũng gồm có hai loại chính. Chính đó là một là cái ung thư gan nguyên phát. Ung thư gan nguyên phát đó là ung thư gan mà xuất phát từ các cái tế bào gan. Đấy, thì ví dụ như là những cái ung thư gan mà hiện nay người ta đang gọi là HCC. Thế còn đối với ung thư gan thư phát là những cái ung thư mà nó xuất phát từ các cái cơ quan khác, sau đó nó di căn đến gan, thì đó là cái ung thư gan thư phát. Thế còn các cái giai đoạn thì thực ra người ta theo như trong của Bộ Y tế ra thì nó chia ra là các cái giai đoạn như giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Tuy nhiên thì với chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu đó là những giai đoạn sớm, bởi vì khi mà chúng ta phân giai đoạn là chúng ta sẽ phải cân nhắc đến cái vấn đề lựa chọn điều trị và lựa chọn tiên lượng, theo dõi và tiên lượng. Thì chúng ta sẽ chia ra những giai đoạn như là giai đoạn sớm thì chúng ta sẽ có các cái biện pháp điều trị đối với bệnh nhân ung thư gan giai đoạn sớm khác, hoặc là bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn thường là những giai đoạn 3, giai đoạn 4. Giai đoạn 4 thì chúng ta sẽ xếp vào những ung thư gan giai đoạn muộn. Nói về các cái nguyên nhân thì gây bệnh lý ung thư gan nói riêng cũng như các bệnh lý ung thư hiện nay thì nó có rất nhiều các cái nguyên nhân để có thể gây ra bệnh ung thư gan. Ở Việt Nam hiện nay thì theo như thống kê thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà gây ra ung thư gan chiếm khoảng 70%, đó là do viêm gan B và viêm gan C.
Và bên cạnh đó thì sẽ có từ những cái viêm gan B, viêm gan C rồi các viêm gan mãn tính kéo dài và nó gây ra các cái tổn thương như là xơ gan rồi dẫn đến cái tiến triển ung thư gan. Và ở những các bệnh nhân mà ngoài ra thì nó còn có một số các nguyên nhân khác nữa, ví dụ như là nguyên nhân xơ gan, những cái xơ gan do rượu, những cái xơ gan do thuốc, rồi những cái xơ gan mà do các cái độc, các cái dùng các cái thuốc độc, còn các cái chất độc mà làm ảnh hưởng đến các cái chức năng gan, nó làm rối loạn chức năng gan lâu ngày và dẫn đến các cái tình trạng mà viêm gan mãn tính, rồi xơ gan mãn tính do thuốc và do các cái chất độc thì nó cũng có thể dẫn đến cái tình trạng của dẫn đến bệnh lý là ung thư gan. Bên cạnh đó thì nó cũng có một số các cái nguyên nhân như là các bệnh nhân mà sử dụng rượu bia kéo dài hoặc rượu bia cái nồng độ rượu bia nhiều cũng có thể là những nguyên nhân mà nó dẫn đến cái tình trạng của xơ gan hoặc là và sau đó thì có thể gây ra cái tình trạng của cuối cùng đó là ung thư gan. Và còn một số các cái nguyên nhân mà hiện nay thì chúng ta khi mà sinh học phân tử đã phát triển, y học phát triển thì chúng ta cũng đã gặp một số các cái bệnh lý ung thư gan mà nó do di truyền, nguyên nhân di truyền thì đó, cái đó thì chúng ta cũng có các cái tìm các cái nguyên nhân khi mà chúng ta có thể làm được các cái xét nghiệm sinh học phân tử thì chúng ta tìm được các cái nguyên nhân và chúng ta có các cái giải pháp như là đề phòng, như là cái giải pháp và tầm soát, cái giải pháp theo dõi để làm sao để ngăn ngừa cái sự tiến triển về cái bệnh lý ung thư gan, đặc biệt là những cái giai đoạn muộn. Cũng theo bác sĩ Minh Phương, thực tế cho thấy nhiều người lạm dụng rượu kết hợp với viêm gan virus khiến tình trạng gan bị phá hủy ngày càng tăng. Có nhiều trường hợp xơ gan biến chứng chảy máu thực quản do lạm dụng rượu. Bên cạnh đó, gánh nặng bệnh tật từ thừa cân, béo phì ngày càng tăng. Thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ, lười vận động gây ra béo phì. Người béo thường đi kèm với gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa gây viêm gan nhiễm mỡ do không rượu. Trong số các nguyên nhân gây ra xơ gan, ung thư gan thì nhiễm virus viêm gan B và viêm gan C là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan. Thậm chí, Việt Nam có tỷ lệ rất cao so với các nước trên thế giới. Nguyên nhân khiến ngày càng nhiều người Việt Nam mắc xơ gan, ung thư gan là do viêm gan virus B và C. Việt Nam nằm trong các quốc gia có tỷ lệ người mắc viêm gan virus B cao. Hiện nay, ước tính từ 8 đến 10% dân số, đồng nghĩa với việc có 8 đến 10 triệu người dân mang trong mình căn bệnh này. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ viêm gan cao nhất khu vực Đông Nam Á, ước tính có khoảng từ 15 đến 26% dân số. Số ca mắc mới và tử vong hàng đầu lên trên 25.000 trường hợp. Đáng lo hơn khi rất nhiều bệnh nhân đã mắc nhưng không hề biết mình đã bị nhiễm virus viêm gan, bởi lẽ triệu chứng của căn bệnh này thường diễn ra một cách âm thầm. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị đau tức hạ sườn mới tìm đến bệnh viện khám, khi đó gan đã tổn thương, khối u to và làm xét nghiệm đều dương tính với virus viêm gan B, viêm gan C. Có gia đình có nhiều người cùng mắc ung thư gan do viêm gan virus B gây ra. Ngoài viêm gan virus B, viêm gan virus C cũng là tác nhân gây xơ gan và ung thư gan. Các biện pháp phòng ngừa ung thư gan: tiêm vaccine phòng ngừa virus viêm gan B. Tiêm phòng viêm gan B là cách tốt nhất để ngăn ngừa virus viêm gan B. Tất cả trẻ sơ sinh nên tiêm vaccine viêm gan B càng sớm càng tốt sau khi sinh. Tiêm đủ 3 liều vaccine tạo ra mức kháng thể bảo vệ ở hơn 95% trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh niên. Kháng thể có thể kéo dài đến 20 năm, tuy nhiên lượng kháng thể sẽ giảm dần theo thời gian. Ở người trưởng thành khi xét nghiệm máu nên nhận thấy kháng thể viêm gan B yếu thì cần tiêm nhắc lại để đảm bảo hiệu quả phòng bệnh. Những trường hợp mắc bệnh viêm gan virus B nên đi khám sức khỏe định kỳ và điều trị thuốc kháng virus nếu có chỉ định của bác sĩ. Đối với những người mắc virus viêm gan C thì hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh hiệu quả. Khi mắc bệnh viêm gan C, cần được điều trị cho đến khi đạt đáp ứng virus bền vững để giảm nguy cơ mắc ung thư gan. Tuy nhiên, ngay cả khi đạt SVR, người bệnh lớn tuổi sẽ với tiểu cầu thấp hoặc có xơ gan vẫn có nguy cơ cao mắc ung thư gan và cần được tầm soát định kỳ, điều trị ổn định các hội chứng chuyển hóa, đặc biệt là tiểu đường và béo phì. Hạn chế sử dụng đồ uống có cồn và không hút thuốc lá, hạn chế sử dụng đồ ăn như ngô và các loại hạt lạc như bị ẩm, mốc, dinh dưỡng hợp lý và luyện tập giúp tăng cường miễn dịch và đồng thời giữ cho vóc dáng cân đối cũng là một cách hiệu quả để phòng ngừa ung thư gan.